Phong trào thi đua yêu nước phải xuất phát từ nhân dân, đi sâu vào nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước. Việc khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, tránh hình thức và dứt khoát chống tiêu cực, chạy chọt. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn nhà rột nát tại tất cả 74 huyện nghèo của cả nước. Đó là những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng với Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương hôm thứ Năm vừa rồi. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt nêu rõ, phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp. Chiến lược cũng nhấn mạnh việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Từ thứ Sáu vừa qua, Bộ Y tế bắt đầu cấp đồng loạt hộ chiếu vaccine cho người dân. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới. Trước đó một ngày, Bộ Y tế cũng đã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên triển khai tiêm chiến dịch vaccine này. Nhiều ngày qua, khắp các tỉnh thành Nam Bộ, đồng bào Khmer đã đón Tết cổ truyền Chôn Chân Nam Thơ Mây trong không khí vui tươi phấn khởi. Lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các địa phương đã tổ chức họp mặt và thành lập nhiều đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà tại các chùa, khu dân cư. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, các địa phương cũng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, trong đó chú trọng khai thác, tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của bà con. Đây là động lực để đồng bào đón Tết cổ truyền an vui và tiếp tục cùng với cả nước lao động sản xuất, khôi phục kinh tế. Lễ đón nhận bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa từ UNESCO vừa được tỉnh Ninh Thuận tổ chức. Nơi đây hội tụ đầy đủ 3 không gian: rừng, biển, bán sa mạc, là nơi sinh sống của gần 2.300 loại động vật, thực vật, trong đó có 100 loài quý hiếm, có dạng san hô ven bờ lớn nhất Việt Nam. Vịnh Vĩnh Hy nằm trong khu dự trữ sinh quyển này cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia danh lam thắng cảnh.